chấn động một thông tin mới nhất ngày hôm nay. Có lẽ rằng clip ngày hôm nay sẽ là một video đặc biệt nhất và là một video vui nhất sau một năm kể từ lúc chị Kim Hà ra đi. Và tại sao em lại nói là clip này sẽ là một thông tin vui? Bởi vì chưa bao giờ em có cảm giác là một cái niềm tin như ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn sẽ không bao giờ thất vọng khi xem hết video này, em chắc chắn với mọi người luôn nha. Mọi người, nếu như ai đã xem hết video này thì quý vị khán giả đừng quên nhắn tin bình luận ở bên dưới video này ủng hộ giúp em. Bởi vì đây là một video đặc biệt nhất và đây là một video vui nhất. Đó, ngay bây giờ em sẽ cập nhật thông tin chi tiết nha. Em rất là vui bởi vì thông tin vui của ngày hôm nay. Và thông tin vui đó như thế nào thì tất cả quý vị và các bạn hãy hướng mắt lên màn hình, cũng như tất cả mọi người hãy cùng nghe và xem hết video này mọi người nha. Đó, trước tiên em sẽ thông báo với mọi người một thông tin vui như thế này. Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm trên như sau. Ngày 5 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tin báo về tội phạm của ông Trần Hùng Cường. Thông báo này gửi đến ông Trần Hùng Cường, gia đình nạn nhân Phạm Thị Kim Hà và Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Cần Thơ biết. Tại sao em lại nói với mọi người thông tin vui? Bởi vì vụ việc của chị Hà đã bị đình chỉ vụ án. Nhưng mà tại sao bây giờ lại phục hồi điều tra? Nếu như không có thông tin mới, không bao giờ họ phục hồi điều tra. Đúng không quý vị? Bởi vì sao? Em sẽ đọc cho mọi người cái thông tin mà anh Cường là cái người mà đi chiếc ghe cào á, là cái người mà đã chứng kiến chị Kim Hà phụt lên và xoay vòng tròn. Và anh Cường cũng chính là cái người đã làm đơn tố giác. Và cái thông báo đó là vào ngày 14 tháng 10 năm 2023 có viết như sau. Nha, mọi người cùng nghe rõ nha. Kết quả, đây em cho mọi người, quay cho mọi người xem luôn. Đây, quay cho mọi người xem luôn. Đây mọi người nha. Thông báo kết quả giải quyết tố giác tội phạm trên như sau. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị cơ quan tổ chức cung cấp xác nhận thông tin, tài liệu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời đầy đủ nha. Đầy đủ chứng cứ kết thúc giải quyết tố giác tội phạm. Và ngày 14 tháng 10 năm 2023 nha, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết đối với tin báo về tội phạm nêu trên. Thông báo này gửi đến ông Trần Hùng Cường, gia đình bà Phạm Thị Kim Hà, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ biết. Đó. Và khi tất cả mọi người nghe được cái thông tin và đọc được cái thông tin mà em vừa mới công bố đó, thì đây là một cái thông tin về giải quyết tố giác về tội phạm đã được đình chỉ nha. Đình chỉ bởi vì không có đủ bằng chứng. Đó, ở đây là không có xác nhận được thông tin và tài liệu nên là chưa thể giải quyết được vụ việc này, nên là tạm đình chỉ giải quyết tố giác với tin báo về tội phạm. Nhưng mà tại sao đến ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an Cần Thơ lại khôi phục lại vụ án? Đây là một tín hiệu rằng vụ việc của chị Hà có bằng chứng rồi. Đúng chưa? Đúng chưa mọi người? Đó, thì hôm nay thì em, khi mà em nhận được thông tin này từ gia đình anh Vũ là đã khôi phục vụ án rồi, thì em mới tự nhiên em vỡ hòa cảm xúc. Em tưởng như cái vụ việc này nó đã chìm rồi, nó không còn kết quả rồi, mà tại sao lại khôi phục vụ án? Em nói tất cả mọi người nha, nếu như cơ quan điều tra mà họ không có một cái bằng chứng mới thì không bao giờ phục hồi điều tra. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà anh Vũ chính thức thông báo là đã phục hồi điều tra rồi thì em mới thấy lạ. Em bảo ủa, vậy là chứng tỏ là công an họ đã nắm được bằng chứng rồi. Đây, cho nghe lại đây. Đối với tin báo về tội phạm của ông Trần Hùng Cường, thông báo này gửi đến ông Trần Hùng Cường, gia đình nạn nhân Phạm Thị Kim Hà và Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Cần Thơ biết, nơi nhận Viện Kiểm soát. Đó, có nghĩa là ở đây á, anh Vũ đã đọc rất rõ là chính thức là phục hồi điều tra, đúng không? Đã phục hồi điều tra rồi. Ngày 5 tháng
năm 2024. Đó là ngày 5 tháng 3 năm 2024 đã chính thức phục hồi điều tra. Ủa thế hóa ra là từ gần một năm trời là đình chỉ vụ án bởi vì không có bằng chứng. Nhưng mà bây giờ họ phục hồi điều tra là bắt buộc phải có bằng chứng thì họ mới phục hồi. Chứ nếu không có bằng chứng thì làm gì phục hồi điều tra? Điều tra cái gì? Bởi vì không có đủ căn cứ, không đủ bằng chứng, họ đã tạm đình chỉ rồi. Thì không thể nào mà không có bằng chứng gọi là không phục điều tra. Đó, nên là đây sẽ là một thông tin cực kỳ vui mà em phải nói với tất cả mọi người là có lẽ rằng đây là một thông tin vui nhất mà em lại có niềm tin rồi. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tin báo về tội phạm của ông Trần Hùng Cường. Đó, thấy chưa? Là ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024 đã chính thức phục hồi điều tra về tin tố giác tội phạm của anh Trần Hùng Cường. Anh Cường cũng chính là cái anh mà cái hôm bữa đi lặn tìm vật chứng á. Đúng không? Xong rồi cô bí ẩn, cô mới lên cô bảo là để trả công cho cái ông mà đi ghe cào đó, mọi người nhớ không? Đó, thì anh Cường đó đó là cái người đã làm cái đơn tố giác. Và bây giờ cái tin tố giác này đã được phục hồi điều tra thì em tin với mọi người rằng nó phải có cái gì đó thì họ mới phục hồi. Chứ cái lý do thì tự nhiên không có bằng chứng phục hồi làm gì? Đúng không? Đó, nên là đây sẽ là một thông tin em nói với tất cả mọi người là cực kỳ vui. Phải nói với mọi người cực kỳ vui. Đây, và đây sẽ là cái quá trình mà anh Vũ thông báo nha. Mọi người hãy từ từ đi. Rồi em sẽ cho mọi người cái kết của video này này. Nó mới là nội dung chấn động nữa quý vị. Bây giờ mọi người cùng nghe một xíu này. HS Cần Thơ ngày 5 tháng 3 năm 2024 thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, kính gửi ông Trần Hùng Cường, gia đình nạn nhân Phạm Thị Kim Hà. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ nhận được thông báo về tội phạm của ông Trần Hùng Cường. Nội dung: ông Trần Hùng Cường sinh năm 1971, cư trú tại khu vực Thế Hòa 1, phường Thế Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, trình báo việc cào vớt tìm kiếm tử thi của chị Phạm Thị Kim Hà, sinh năm 1985, cư trú tại ấp Phú Quế, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 7 tháng 4 năm 2023, thi thể phát hiện tử thi của chị Phạm Thị Kim Hà nổi lên tại đoạn sông Hậu thuộc khu vực Thế Hòa 1, phường Thế Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Đó, thì đây chính là cái điều đặc biệt đấy quý vị. Đó, 12 ngày mà vẫn nằm im ở cái chỗ chìm. Nha, là bây giờ mới có cơ hội này. 12 ngày không trôi đi đâu. À, cái lý do nào mà không trôi đi đâu? Tại sao mà nằm ở dòng sông sâu 20-30 mét vẫn nằm im ở chỗ chìm? Vậy là chứng tỏ là có vấn đề thì công an họ mới phục hồi điều tra. Đúng chưa quý vị? Đó. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm nêu trên. Căn cứ điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật tố tụng hình sự. Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm trên như sau. Ngày 5 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm. Quá mừng, quá vui. Chưa bao giờ em lại có cảm giác có niềm tin vào vụ việc của chị Hà như vậy. Em tưởng là chìm rồi. Em tưởng là chìm rồi. Nhưng mà bây giờ lại phục hồi điều tra. Thì em phải nói với mọi người là đây là một thông tin cực kỳ vui. Bởi vì đã gọi là tạm đình chỉ rồi mà bây giờ lại là phục hồi điều tra thì em nói với mọi người là tự nhiên cảm xúc mình lại dâng trào. Mà trong khi đó có cái thông báo ở đây là ngày 14 của tháng 10 năm 2023 là quyết định ở đây là gì? Đó, đây, giải quyết tố giác về tội phạm ở trên như sau. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị cơ quan tổ chức cung cấp xác nhận thông tin tài liệu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. À nha mọi người để ý nha. Đó, đây chính là cái mà em muốn thông tin cho tất cả mọi người biết nha. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị cơ quan tổ chức cung cấp xác nhận thông tin tài liệu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời nên chưa đầy đủ chứng cứ kết thúc giải quyết tố giác về tội phạm nhá. Không có, ở đây là gì? Không có kết quả thông tin tài liệu
nên là đã tạm đình chỉ kết thúc đơn tố giác. Vậy là chứng tỏ cái kết quả mà anh Vũ không nhận được đó là có tin vui. Đúng chưa? Nhờ cái thông tin, cái kết quả giám định nó có vấn đề nên là công an Cần Thơ họ mới phục hồi điều tra. Trời ơi mọi người ơi, còn cái gì vui hơn nữa không mọi người? Mọi người thấy có cái tin gì mà vui hơn nữa không? Bởi vì cái thông báo quyết định tạm đình chỉ vụ án ấy là do là ở đây là không cung cấp, không có xác nhận được thông tin tài liệu và không có căn cứ và không có câu trả lời, nên là công an Cần Thơ họ phải tạm đình chỉ tin tố giác về tội phạm. Và anh Vũ có nói rằng là nhận được thông tin ấy là đến ngày 12 của tháng 3 là gia đình sẽ nhận được kết quả, nhưng mà đến nay vẫn không nhận được mà tự nhiên lại có phục hồi điều tra. Thì em hỏi tất cả mọi người là chứng tỏ kết quả là tin vui, đúng không? Nếu như kết quả nó vẫn như giám định pháp y thì không bao giờ phục hồi điều tra, đúng không? Bởi vì nó có cái gì đâu. Bởi vì cái thông tin về tố giác tội phạm này là tận tháng 10, đúng chưa? Nhưng mà kết quả giám định pháp y thì có từ tháng 5. Tại sao tháng 10 lại phải kết thúc nguồn tin tội phạm? Bởi vì không có bằng chứng. Nhưng mà tại sao đến tháng 3 năm 2024 lại phục hồi điều tra? Là chứng tỏ là họ đã trưng cầu giám định pháp y và họ nhận thấy có điều bất thường. Chắc chắn với mọi người là như vậy. Chứ không thể nào mà một cái nguồn tin là tạm dừng kết thúc nguồn tin tố giác tội phạm là ngày 14 tháng 10 năm 2023, là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết đối với tin báo về tội phạm nêu trên. Vậy mà tại sao ngày hôm nay chúng ta lại nghe anh Vũ thông báo là đã phục hồi điều tra tin tố giác tội phạm của anh Trần Hùng Cường? Vậy là chứng tỏ cái tin này chúng ta cảm thấy rằng nó là vô cùng vui mừng. Em chưa bao giờ em cảm nhận được là một cái thông báo nó lại có niềm vui đến như vậy. Bởi vì là một năm qua chúng ta không có biết bất cứ một cái kết quả gì. Bởi vì sao? Gia đình đã tin cô Bí Ẩn mà cô Bí Ẩn không làm bất cứ một cái gì cả. Thế gia đình đâu có biết cái gì đâu, đúng không? Nên là đến ngày hôm nay khi mà anh Vũ đã tự đi trong vòng một tháng này thôi, đó là nó đã ra kết quả bao nhiêu rồi và cũng đã được phục hồi điều tra. Vậy là em nói tất cả mọi người nhá, nếu như mà ở đây có cái thông báo này gửi đến ông Trần Hùng Cường và gia đình bà Phạm Thị Kim Hà. Ở đây là hồ sơ có hai bản, một bản cho gia đình chị Hà, một bản cho ông Trần Hùng Cường. Vậy thì khi mà thông báo kết quả phục hồi điều tra cũng có hai bản. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người, cái lý do là phục hồi điều tra? Phục hồi điều tra là phải có bằng chứng mới, đúng chưa? Phải có, ở đây họ ghi rất là rõ nhá. Em đọc cho mọi người cái lý do này, cái lý do mà tạm đình chỉ tố giác tội phạm này là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị cơ quan tổ chức là cung cấp xác nhận thông tin tài liệu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời nên chưa đầy đủ chứng cứ kết thúc đó về giải quyết tố giác về tội phạm, bởi vì không có đủ bằng chứng. Nhưng mà không biết một cái lý do nào đó mà anh Vũ đã yêu cầu là trưng cầu giám định pháp y, vậy mà đến ngày hôm nay chưa nhận được kết quả nhưng mà lại phục hồi điều tra vụ việc của chị Kim Hà. Trời ơi, em nói với mọi người là còn cái gì mà vui hơn nữa quý vị? Còn cái gì vui hơn nữa quý vị? Bởi vì là tạm đình chỉ rồi, đúng không? Tạm đình chỉ từ tháng 10 của năm 2023 là bởi vì không có đủ bằng chứng, nhưng mà tự nhiên đến tháng 3 năm 2024 lại phục hồi điều tra. À, vậy là chúng ta chuẩn bị nhận tin vui rồi, đúng không? Em nói với tất cả mọi người là ngày hôm nay đó, tí nữa em sẽ xác minh là cái lý do vì sao là một cái vụ việc chưa gọi là vụ án, một cái vụ việc mà tạm đình chỉ đơn tố giác nhưng mà tại sao lại phục hồi. Thì khi mà người ta phục hồi thì phải có điều kiện gì, thì chắc chắn em sẽ cập nhật trong video sau. Nên mọi người yên tâm đi, quý vị khán giả hãy bình luận bên dưới video này ủng hộ giúp em. Em sẽ tiếp tục cập nhật một video đặc biệt cực kỳ vui trong những thông tin sau. Đó, em sẽ giải thích cho mọi người biết cái lý do tại sao phục hồi điều tra. Và cái phục hồi điều tra này nó sẽ là một tín hiệu vui như thế nào? Bởi vì em cảm nhận được là một năm qua chưa bao giờ em vui như ngày hôm nay. Em tưởng vụ việc của chị Kim Hà chìm rồi, nhưng mà em không ngờ đến khi mà em đọc được thông báo về cái nguồn tin tố giác tội phạm, cái kết quả tố giác tội phạm, thì em lại cảm thấy em vui mừng và em cảm thấy rằng là chưa bao giờ em có một niềm vui như ngày hôm nay. Chứng tỏ là chị Hà vẫn còn thiêng liêng lắm, đúng không? Chị Hà vẫn thiêng liêng lắm. Em nói với mọi người là nó sẽ có kết quả, bởi vì một cái vụ việc mà đã được tạm dừng tố giác tội phạm rồi, tạm dừng rồi, tạm đình chỉ rồi, mà bây giờ lại được khôi phục lại. Thì em hỏi tất cả mọi người, nếu như không có bằng chứng thì làm sao khôi phục được? Đó mà em đang thắc mắc này.
cái kết quả là được thông báo là có trước ngày 12 tháng 3. Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có, mà lại phục hồi điều tra, là chứng tỏ kết quả đó nó rất quan trọng. Nha, nó rất quan trọng luôn, quý vị các bạn cứ đợi đi nha. Video sau sẽ là một video đặc biệt hơn nữa. Rồi, quý vị khán giả đừng quên like, bình luận bên dưới video ủng hộ giúp em, để em có động lực ra thêm nhiều video mới hơn. Em sẽ đi cùng với mọi người đến cùng, mọi người nha. Chào mọi người nha.